Hello, xin chào anh em trên kênh YouTube 4.0 của Trần Văn Hảo nha, nhất là trong lĩnh vực trồng mì. Và ngày hôm nay là mình sau khi nói được cái tính năng lợi ích cũng như là sản phẩm tuyệt vời cho cây khoai mì thì bà con rất là nhiều bà con được hưởng ứng, bà con đã đặt hàng mình rất nhiều. Bao nhiêu con số các bạn mà quan tâm đến cái siêu to củ khoai man khoai mì, tức là vỗ béo cho khoai mì đấy các bạn. Giai đoạn cuối để đem đi ra nhà máy bán được thật nhiều tiền thì hãy xem hết video này nha các bạn nhé. Ok các bạn. Của mình là một khách hàng vô cùng lớn các bạn ạ, họ làm rất là nhiều và họ cũng lâu nay họ chưa biết được cái tính năng lợi ích của cái đứng dây xuống lá phi củ và tăng tinh bột của cái giai đoạn cuối của cây mì, đúng không ạ? Thì sau khi là mình hướng dẫn cho các bạn và cũng giới thiệu cho các bạn và chính mình cũng sử dụng đạt hiệu quả vô cùng lớn thì khách hàng này đã đăng ký của mình 20 bì các bạn ạ, 20 bì bây giờ là 3 bì này, anh em mình cũng đếm suốt cho khách hàng luôn nhá. 20 bì thì khách hàng này lần đầu tiên lấy lớn được đó, là mình tặng cho khách hàng một gói luôn. Đấy. Các bạn mà muốn mình tặng thì các bạn lấy đủ số lượng 20 nhá. Bây giờ anh em mình cùng đếm và anh em mình đi suốt cho các bạn nhá. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này, thành phần tuyệt vời lắm. Kẽm này, đồng này. Hai thành phần này giúp cho cây của mình không bị thối củ đấy. Em vừa đếm rồi em lại quên mất. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Video của em quay không có trình diễn gì đâu các bạn nhé. Nên bạn nào thấy mà mình đơn giản và hay và hiệu quả thì cho mình xin một like nhá. Nếu mà chưa có thì đăng ký kênh của mình nha các bạn. Để những video tiếp theo mình có những cái gì mình đăng lên đây thì các bạn nhận được cái giá trị từ mình nhá. Mình cho miễn phí. Nó có cái điều đặc biệt đó là chất phụ gia thúc đẩy quá trình tạo củ anh em ạ. Cái này là bí quyết của một cái nhà sản xuất ra cái này. Thôi, em cung cấp tiếp đây để anh đếm 12 rồi, không có quên mất. Hay quên lắm các bạn. 13 rồi, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 20 này đủ đơn rồi các bạn nhá, 20 nhá, 21 đây tặng, đây, sản phẩm tặng, sản phẩm này tặng không bán. Đấy, mình tặng cho các bạn này nhưng mà về các bạn tăng được khoảng 1 tấn, 2 tấn thì nó lại càng gia tăng giá trị cho các bạn rất là nhiều. Còn một cái sản phẩm này nữa các bạn, thường thường là cái này nó đi kèm với cái đồng vi lượng này nữa, siêu đồng vi lượng phức hợp để cho nó làm cho cái bộ rễ của mình khỏe mạnh lên và nó hút được nhiều dinh dưỡng và có những cái chất ở đây nó tạo thành củ nhiều. Nhưng mà rất tiếc là trong cái thời gian này mùa Covid các bạn, cái công ty đi bị họ nhân công họ bị giảm sút ấy, họ về nhiều, họ không làm được. Nên tạm thời cái này đang bị cháy hàng các bạn nhé, đồng vi lượng cháy hàng. Nên chắc trong tuần tới hoặc 10 ngày tới là sẽ về, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn tiếp được. Đấy, nên cái sản phẩm này thì họ rất là cần, họ cần của mình mấy bì nữa cơ. Thường thường là cứ một bì này bì kia. Nên bây giờ là mình không có thì mình tặng cho các bạn tí này luôn. Đấy, tặng cái này, hàng này cũng tặng luôn các bạn nhé. Duy nhất của anh này là khách hàng VIP. Rồi khách hàng rất là nhiệt tình, đấy lớn. Thì mình đã đưa cho các anh một cái giá tương đối là xỉ. Đấy. Xỉ hủy diệt luôn, 20 tặng 1 và tặng kèm thêm đồng vi lượng này. Rồi bao nhiêu con số các bạn cần mình đóng gói như thế này thì để lại số bình luận này. Để lại bình luận nhá, để lại số điện thoại nhá. Hoặc là bạn nào có cần góp ý thì cứ bình luận cho mình vào trong cái phần bình luận đấy. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh của mình đi, ủng hộ mình một cái. Có gì đâu nhở, anh em mình cho đi để biết đâu hôm nào đấy anh em mình lại được mời cà phê, Hảo mời lại cà phê, đúng không? Đấy, anh em mình giao lưu qua lại nhá. Ok các bạn nhá. Rồi, Trần Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn những mùa lần đóng gói tiếp theo để cung cấp cho các bạn thật nhiều tiền, giải pháp tuyệt vời cho các bạn nha. Bye bye.